về cũng thử như ai luôn. Thế là dựng ra hai vạch, em bảo anh ơi có hai vạch rồi. Không, chồng mày bảo sao con này không sai thì hóa ra em cắm ngược cái que ấy chị. Có nghĩa lúc mà mình bất lực, nó không nín khóc và mình cũng không ngừng khóc được vì không biết nhờ ai hết. Người khi em muốn ngủ 1-2 tiếng bảo là trông hộ em con thì anh ấy không trả lời tin nhắn. Có em ngủ đầu giường, em vừa ôm con em ngủ ngủ gật, xong nhiều khi mình kiểu như là mình gật hôm nay là con mình nó rơi xuống như này, rơi xuống đệm thôi. Thế nhưng mà lúc này mình bất lực. Hôm nay rất là vinh dự khi mà được đón chào Minh Trang ở cái gian bếp này. Dạ. Hôm nay em rất là vui khi gặp hai chị, cũng như là muốn là tâm sự với các chị về cái bệnh bỉm sữa, và mong hôm nay có một buổi trò chuyện thật là vui ạ. 4 năm về trước, cái ngày định mệnh đó nó diễn ra như thế nào để mà em biết là em có thai? Cái định mệnh như này chị ạ, hôm đấy là vợ chồng em đi nghỉ mát ở biển. Hôm đấy có linh tính ấy chị, trước cái này có linh tính nha. Tự nhiên là em có chậm có 1-2 ngày hay sao ấy, linh tính như này em bảo chồng em đi mua que thử đi. Em về cũng thử như ai luôn. Thế là dựng ra hai vạch, em bảo anh ơi có hai vạch rồi. Không, chồng em bảo sao cái này không sai thì hóa ra em cắm ngược cái que ấy chị, đó như mũi tên của nó. Là cắm xuống nhưng mà em để ngược như này mà vẫn ra hai vạch với chị. Thế là chồng em mới chạy ra làm thuốc mua luôn 5 que thử tiếp theo. Nem ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Em thử. Ủa khoan, Trang, mình cắm ngược mình có thể cắm lại thì mắc cái chứng gì mà mua tới 5 que. Kiểu cho chắc ấy chị. Đúng rồi, chồng em hào phóng ha. Đấy. Kiểu cho chắc luôn là xem đúng 2 que không. Thế xong rồi chồng em mua thì em cũng ngồi trong phòng vệ sinh kiểu cũng kiểu hồi hộp ấy chị, thử không được. Thử luôn, em thử luôn. Ở đâu mà ra mà em có nhiều như vậy, em thử được 5 que. Làm sao mà nó sản xuất liên tục như vậy đó. Như cái gọi là ở quê chị có cái gọi là có cái hoạt động nông nghiệp là cấy lúa đó, coi như là bà cứ có nước là bà cấy que. Có nước luôn. Trời đất ơi, một lượt luôn. Em xài dè sẻn thôi em. Thì đâu, tự nhiên chị ơi mở phát 5 que đều hai vạch mà nó mờ lắm chị ạ. Mờ vẫn chưa tin nha, vẫn chưa tin. Chồng em cũng hoang mang lắm, chưa tin. Giờ em về thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu em mới đi ra bác sĩ để khám thai lại. Thì bảo được 5 tuần. Đấy, được 5 tuần nha. Thế là xong rồi từ đợt đấy là bắt đầu hành trình tăng cân của em xin phép được bắt đầu. Ôi chị ơi, cả một thai kỳ em tăng lên 30 cân. Lên bàn mổ em 87 cân. Ôi thấy chưa, thấy người ta nhớ chuyện dồn dập mà của cách đây 4 năm, trong khi có những chuyện tuần nào cũng diễn ra mà mình quên là nãy giờ người ta chưa được uống nước. Rầu lắm quý vị, thiệt á Lan ơi, rầu quá Lan, thấy chưa. Tha lỗi cho con em mà uống quá. Mình đề nghị là mai mốt đó là khách tới nhà thì nên bày sẵn trà và nước. Đúng rồi. Bày sẵn chứ không phải. Tôi sẽ chuẩn bị sẵn, tôi đón khách vô. Quá khổ sở con em mình. Chơi là sao còn miếng bánh nữa cho nó kiểu như là ăn đỡ đói chị. Ngắm đi em. Ngắm đi. Rồi. Khoan nha, có nghĩa là cái sự ra đời của bạn này là nó gắn với con số 5. Dạ. 5 tuần. Quốc một phát 5 cái que thử thai mà chị cũng ấm ức lắm nha. Ví dụ bây giờ em thử một que mà nó mờ thì đôi khi là mình còn đặt được mũi dấu chấm hỏi là chắc nó không chắc đâu. Còn đằng này 5 que mà nó đều mờ tức là người ta đã có tính hệ thống rồi, người ta là một cái thông tin mang tính hệ thống và ổn định rồi. Có điều là thai của bạn nó nhỏ quá nên con chưa có một cái thông báo rõ ràng thôi. Nở lòng nào mà không tin nhà sản xuất. Chị ơi, kiểu như là chồng em hoang mang về em là chính chứ quay là phụ nha chị. Kiểu như là phụ nữ mà cắm que ngược thì chị đã biết là em là đảm đang ở mức độ nào đấy. Em lên tận 30 cân nha. Nó khủng khiếp mà kiểu người em nó phù lên như kiểu con voi luôn ý. Chị bảo nhà em ở Hà Nội bay vào đây để thăm em lúc chửa mà không nhận ra em luôn. Em đứng trước cửa bảo chứ đâu mày đâu, con đứng đây này đâu. Kiểu nhìn em nó bị phù nề hết lên đấy chị. Không nhìn thấy mắt của mình luôn. Mũi nở to xong nhìn em bị biến dạng luôn ý. Mà ngày xem là hot girl đấy chứ. Bây giờ em kinh khủng luôn chị ạ. Như lúc đấy thì thôi, không ai nhận ra em. Dạ có chị ơi. Ác quá, khoan, như vậy thì đây cái hình ảnh thay đổi đó nó phải có căn nguyên. Dạ, đúng rồi. Nó phải có căn nguyên là đôi khi là người ta có rất nhiều những cái diễn biến trong thai kỳ thì mới ra được cái hình ảnh đó. Thế thì cái diễn biến thai kỳ của em như thế nào? Diễn biến rất là kiểu như là em vui thì em cũng ăn, mà em buồn thì cũng ăn. Mà em ăn em xấu tính lắm chị ạ. Mà ăn được nữa chứ. Ăn nhiều, em ăn buffet nha. Mà kiểu buffet nhìn em mà muốn đuổi luôn, chắc là dán ảnh em lần sau không cho vào luôn ý. Em bắt em à, chị ơi ăn xấu hổ quá, chị biết em ăn kiểu vụt đầu vào đồ ăn luôn ý. Bảo trước eo đi với bà rất là xấu hổ luôn. Ăn không biết no nha chị, có nghĩa là dạ dày em không thể chứa được rồi thì em mới dừng. Mà giờ em ăn no xong nhìn thấy chị Lan đang ăn gì đó, em vẫn thèm cái món đấy. Em phải ăn bằng được. Em ăn cả thế giới được em luôn. Ăn cả thế giới luôn mà vào trong này nóng ý chị.
kiểu như ăn mà toát mồ hôi, mẹ nóng cho ngồi trong phòng điều hòa cũng mắt toát mồ hôi. Tôi nhìn ăn ăn không sung sướng một tí nào đâu. Ai nhìn em muốn chửa là không muốn chửa luôn. Cái nết của mình thì mình chịu đi, đổ thừa thời tiết. Đổ thừa thời tiết, đổ thừa thời tiết khí hậu khổ nhường. Trời ơi. Mà có cái gì nè. Cái lúc mà mình chưa phát hiện mình có bầu á, mình nền nã lắm, bình thường lắm. Mà từ lúc mà phát hiện có bầu một cái một là nó giống như là mình bầu đâu từ 8 tháng rồi đó. Ôi khủng khủng lắm chị ạ. Em ăn xong em nằm phát em ngáy luôn. Chị quan em tâm, ngáy nha. Chị quan tâm đến phản ứng của chồng em trong giai đoạn đó. Chị ơi, chồng em có nghĩa là phòng em, nhà em có 4 phòng. Thì nhà em, chồng em và em ở phòng đó, mà chồng em nhất định không vào phòng em. Có nghĩa là phải khóa trái cửa nằm bên phòng bên cạnh, có nghĩa là không dám xa lánh em luôn. Không xa lánh luôn ấy, em thề có với chị. Thương không? Ôi bảo em ơi, em từ từ ăn kiểu gọi có tự trọng một tí, chị biết rồi đấy. Em chưa bao giờ em thấy người người chồng nào mà kiểu bảo là ăn mà chồng em không bao giờ mua đồ ăn cho em. Anh có bị trầm cảm thai kỳ của vợ không? Có nha. Sợ luôn, có nghĩa lúc đấy nhà em làm hàng nét chứ chị, có nghĩa là nhân công ta đến làm ở dưới nhà thì em cũng kiểu mình ở nhà mình trong nhà. Đấy, vừa nằm phát em ngủ em ngáy luôn. Thế là nhân công phải gọi điện cho chồng em mà chị em gọi chị không dậy. Ôi chị ơi, tức là em ăn ngủ ngon dã man luôn ý. Được quá ha, kiểu như trời nó được, nó chuyên tâm vào cho chuyện trong tay dễ sợ. Mà không ai kiểu ép gì đâu nhá, đồ ăn mà em ăn nhá. Chồng em không mua gì, em đặt đồ ăn về ăn. Mà đi ra cái buffet ấy, mọi người vợ chồng hoặc là người yêu ngồi ăn vui vẻ với nhau, một mình em cứ ngồi cắm em ăn. Mà thấy đó là vui rồi. Trời ơi, lúc đấy kiểu nhìn đồ ăn thôi là cảm bầu trời, trời ơi. Khoái cảm lắm. Trời ơi, trời ơi, sướng lắm ý. Nhìn đồ ăn là sướng, lúc đấy chồng là không quan tâm, chồng cũng không quan tâm, mình cũng kệ đi. Đồ ăn là chính, chồng là phụ luôn. Rất là kiểu như đam mê. Ăn nhiều quá như vậy thì các cụ có cản không? Không có cản không? Ông má chồng em thì bảo là ăn nhiều cho khỏe. Má chồng em đi về tận Cần Thơ chị, mua hoa quả kiểu nó sợ bị thuốc ấy, thì má chồng em về tận đấy để mua bảo cái này để cho em ăn thôi. Chồng em hoạt động vào có nghĩa là cấm con trai ăn đồ ăn của em luôn nha. Đó. Đủ rồi ăn. Làm gì đủ. Mà nói nào ngay, người ta ăn là vì trách nhiệm với mẹ chồng. Bây giờ mẹ chồng mua mình không ăn đúng không? Sao chị hiểu lòng em nhỉ? Trách nhiệm với cộng đồng thôi. Còn bây giờ bạn bán buffet thì khách hàng ăn được tất cả các món trong cái hàng của bạn. Ngon vậy mình ăn nhiều. Đúng rồi, vì cộng đồng thôi. Đó. Đó. Rồi. Nhưng sẽ có một người mà coi như là quân lệnh như sơn luôn, đó là bác sĩ. Đúng. Bác sĩ nói gì? Ôi chị ơi, em thề với chị, em to như thế mà chân em bị sưng chân từ hồi 5 tháng nha. Nó to như chân voi luôn mà bác sĩ đến bình thường. Đến nỗi em cũng không bị tiểu đường thai kỳ cơ. Ví dụ em bị tiểu đường thai kỳ sẽ bị đồ ăn là phải hạn chế. Nhưng mà em không bị tiểu đường thai kỳ, lúc đấy em càng ăn vùi vập luôn. Có nghĩa là càng tháng cuối chị, nó càng kiểu nó kích thích mình ăn nha. Mà em ăn không thấy no luôn. Em ăn em vịn lên cầu thang mà cảm tưởng cầu thang nó víu đấy em, mà em víu cầu thang nữa. Cảm tưởng nó cầu thang. Cầu thang nó dựa vào em. Cầu thang nó dựa vào em. Em níu từng bước lên vào cầu thang và tao xin mày đứng níu người ta rồi đấy. Thề với chị là sợ luôn, ai nhìn em cũng phải sợ nha. Thần ấm thực giữa em quá em. Nói chung là được độ. Nhưng mà mình có năng động không? Mình khỏe không? À, em khỏe thôi nhưng mà đi lại rất là kiểu hạn chế. Hạn chế. Chị bác đang nằm trên giường mà xuống thì phải ngồi lên một lớp, nghiêng người ráo nước, nghiêng sang một bên mới xuống được. Có nghĩa là nhìn trông nó nặng nề, mà nhìn trông nó phù nề lắm chị ạ. Thế là em tự biết là em xấu rồi nhá. Em tự biết là em rất là kinh rồi. Em chỉ có một cái váy để em mặc thôi. Tại vì là 87 cân mà chị, nó không vừa một cái nào cả. Thế mặc cái gì mình cũng cảm thấy là em có một cái váy quê này. Đấy xuống như này, tức là hàng ngày hàng giờ em mặc cái váy đấy. Mà kiểu mọi người bảo ui sao kiểu như chị chưa thấy ai kiểu chân to như em luôn, mà người to như em đi khám xem có bị kiểu như là bị làm sao tích nước gì không, chứ này to là hơi nguy hiểm nha. Thì lúc đấy là bác sĩ đến bình thường nha chị, em đi khám rất là bình thường luôn. Đến hôm định mệnh cũng sẽ đến chị ạ. Tức là ngày 13 tháng 3 là ngày dự sinh của em. Thì em mới lên bệnh viện Từ Dũ từ sáng sớm để chắc là hôm nay mình sinh ở đấy rồi. Bắt đầu xếp hàng cũng đi khám lại từ đầu tất cả mọi thứ. Đầu tiên người ta sẽ đo huyết áp đúng không chị? Em ok tất cả mọi thứ luôn. Đo cơn gò không có. Thế thì bác sĩ bảo là đến chiều rồi, em đi từ sáng sớm đến chiều. Bắt đầu em bảo là chắc là bác sĩ bảo thôi đi về đi. Nếu mà có biểu hiện phát là vào luôn. Còn bây giờ là chưa thấy cơn gò thì em đi về đi. Thế em ăn sập ở quận nhất rồi, em sập luôn. Chỗ nào mà ngon nhất ở trên review là em đi thẩm hết. Ăn để kiểu đẻ rồi đấy. Hôm đấy no lắm rồi đi về nhà đến 7 giờ tối nha. Từ lúc đấy chị ạ, lên một phát là ngồi phòng vệ sinh luôn. Có nghĩa là không biết sao nó đau bụng mà kiểu kỳ kỳ lắm nha chị ơi. Nó đau bụng kiểu như là nó nhẹ nhàng nhưng mà nó vẫn kỳ kỳ, nó cứ khó chịu mình ấy. Thế em cứ ngồi trong đấy thôi. Dì em mới thấy lạ lạ, dì em à, làm sao cứ ngồi trong đấy mãi đấy.
Em bảo là cháu cứ cảm thấy khó chịu, nhưng mà dì em lúc ấy 12 giờ đêm rồi chị, em ngồi từ 7 giờ đến 12 giờ đêm nha. Dì em bảo thôi bây giờ quyết định là phải lên bệnh viện luôn. Không chờ cơn đau hay gì nữa, tại vì rất là nguy hiểm ấy. Tại vì em ngồi trong vệ sinh cũng không biết là nó ra cái chất mà để báo thai, báo là nó sẽ đẻ thì không ra luôn. Bắt đầu em mới đi từ 12 giờ đêm, từ quận 12 lên quận nhất thì mất hơn 1 tiếng đồng hồ ấy chị. Lên đấy một phát, bác sĩ vừa đo cho em một phát huyết áp, em bực nằm cáng luôn. Em nằm cáng luôn. Ô chị, em cứ tưởng là mọi người kiểu như, ôi kiểu như mình cũng nghĩ là, ôi sao mình được kiểu như ưu ái là được đẻ luôn hay như nào đấy. Thế các em thấy các chị vào phải là đi đi lại lại không? Em được ưu ái, em nằm em được thay quần áo luôn. Em bảo chắc đẻ luôn rồi kiểu nhanh nhẹn. Tiền sáng giật. Đúng. Thấy chuẩn đó. Xác luôn chị ơi, bác sĩ bắt đầu gọi người nhà vào. Tới lúc đấy là hoang mang rồi nha. Gọi người nhà vào và bác sĩ ở đây thì em nằm ngay đây. Thế bác sĩ bảo bây giờ là tình hình là bây giờ tiền sản giật rồi và đang giật rồi nha. Thế là người nhà bây giờ là nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con. Thế vì nếu mà giật mà không cứu được con luôn. Và lúc đấy em là em nghe thế nhưng mà em hoang mang, có nghĩa là không biết là tình trạng của mình quá nguy hiểm như nào đâu. Thế bắt đầu em thấy người nhà em ra, bắt đầu có một đống bác sĩ vào chị ạ. Bắt đầu đo xong rồi có một đoàn bác sĩ vào. Một đoàn. Em thấy chị cũng phải 30 bác sĩ vào. Bảo là em có bị hoa mày chóng mặt không? Tức là người ta sợ em là bị đứt mạch máu não. Đúng đó, 200/70 huyết áp của em. Khiếp, khủng khiếp chưa chị? Đấy, bác sĩ cứ vào hỏi, mà càng hỏi thì mình lại càng hoang mang. Xong mà em không, mà lúc đấy em tỉnh táo vô cùng nha chị. Em còn kiểu em sợ quá, em còn mang cái theo cái chú đại bi ngủ đọc cái này. Xong cái chị y tá chạy vào, chị cũng biết chị đang nguy hiểm lắm không mà chị đọc cái gì đấy. Thì lúc đó bắt đầu thấy hoang mang thật sự luôn. Bắt đầu em được đưa lên phòng hồi sức cấp cứu nha, chứ được đẻ luôn đâu, lên phòng hồi sức cứu, cởi hết quần áo em ra. Em đắp đúng cái khăn thôi. Cả đêm hôm đấy em cứ nằm đấy, xong cứ bác sĩ cứ ra hỏi là em có hoa mày chóng mặt không. Mà bao nhiêu cái dây không, mà em phải đếm mười mấy cái dây ở trên tay em luôn để cho nó hạ huyết áp với chị. Thì em cứ hỏi y tá là kiểu mình cũng lo ấy, bảo chị ơi chị em đã hạ một tí nào chưa. Chị bảo chị ơi cả một đêm mà chị chưa hạ một tí huyết áp nào, vẫn 200/70. Lúc đấy thì hoang mang nha chị, bắt đầu hoang mang nha, nhưng mà hoang mang thì vẫn buồn ngủ. Thế em mới thiếp đi. Không, chị luôn hoang mang thôi, buồn ngủ nha. Thiếp đi một tí. Thiếp phát mở mắt dậy là 9 giờ sáng nha chị. Bắt đầu có bác sĩ nào đang ngồi đây là chạy vào bên em cái. Bây giờ tình hình của em, trời ơi, mà chưa xong rồi, mở mắt ra trời ơi, cái bụng to của em như này này. Mở ra không thấy đâu, mà thấy mỗi một cái cục cái này thôi này. Có nghĩa là nút ố của em bị chảy hết ra rồi. Vậy bắt buộc là bác sĩ phải mổ gấp, phải cứu con em. Bắt đầu bác sĩ chạy vào, bao giờ người nhà cũng phải ký mà em cũng phải ký. Mà bây giờ gọi người nhà em không được. Chồng em đi về ngủ chị ạ. Ngủ chị ơi. Ủa, bác sĩ gọi vào. Ủa anh ơi, như một thai kỳ sao anh không ngủ? Trời anh ơi, ngủ vào lúc này. Bác sĩ gọi vào để bảo là vợ con kiểu chết đến nơi rồi. Chồng em vẫn đi ngủ, về ngủ nha. Về tận quận 12 ngủ, mà đi đến quận nhất mất 1 tiếng đồng hồ. Ủa lúc đấy kiểu em hoang mang, em tức tối rồi nha. Bắt đầu em mới bảo ủy quyền cho dì em để em ký đi, em được ngủ. Lúc đấy em rất là bình tĩnh. Sau đó bác sĩ bảo là bây giờ là kiểu gì trên bàn mổ cũng xảy ra biến chứng. Vì em huyết áp của em quá cao. Nó vẫn chưa hạ nha. Bây giờ em phải hết sức bình tĩnh để bác sĩ cứu con em. Bác sĩ từ đâu chạy về, bảo thế là chắc bộ bác sĩ giỏi ấy chị, về cứu con em ấy. Thế là em về lúc đấy là bắt đầu nó nói thế. Em hét ở bệnh viện bác sĩ cứu con em, bác sĩ đừng cứu em, có gì nếu mà như thế thì em sẽ hận bác sĩ cả đời. Có nghĩa lúc ấy mình hoang mang mà cứu con mình, lúc tính mạng của mình không màng rồi. Bắt đầu em được đi đấy luôn, thì em nói chị, cái hành trình sinh đẻ của em vẫn chưa kết thúc chị ơi. Đi vào phòng mổ, lần đầu tiên vào phòng mổ, có nghĩa là trộm vía sức khỏe của em rất là tốt. Lần đầu tiên vào phòng mổ bắt đầu thấy bác sĩ đi quanh mình rồi này nọ, thấy cái đèn sáng rực thứ thế bình thường, tại vì chưa vào phòng mổ thế bình thường. Bắt đầu bác sĩ mới bảo là nói chuyện với mình để huyết áp mình hạ. Bắt đầu em hạ xuống 140/70 rồi. Bắt đầu là được phép mổ rồi, chuẩn bị gây mê cho em. Em là bị gây mê sâu, nếu em tỉnh dậy thì sẽ bị giật đấy chị. Thế là gây mê sâu thì bắt đầu chuẩn bị gây mê một phát, thì bên cái phòng bên cạnh em hét một tiếng thất thanh, mấy bác sĩ bên em chạy hết sang phòng bên đấy. Có nghĩa một mình em lại một trong phòng mổ, một mình em nha, thì bác sĩ sang bên đấy cứu hay sao ấy. Ôi mẹ ơi, bắt đầu hoang mang chị ơi, sợ chứ, một mình trong phòng bệnh viện nó bất ổn. Ôi em bước vô, trời ơi, em bị bất ổn luôn đấy, em bị bất ổn nha, em bị đen lúc năng lượng vậy đó. Bao nhiêu cái đen của em là dồn hết vào hôm đấy nha anh chị. Thế là bác sĩ kiểu mình bắt đầu em trấn an mình, em bảo là bây giờ phải cứu con mình, bây giờ mình đang hạ huyết áp phải cố lên, bây giờ mình hát một bài đi. Bắt đầu ngồi hát, em hát luôn. Mẹ thương con biết không, kiểu hát cứ vu vơ. Chị lúc ấy nghĩ ra cái bài gì là hát bài đấy, để cho cái tâm cái tinh thần của mình ổn định và không nghĩ cái gì khác. Hồi nãy bà nói bà có cầm theo chú đại bi, đại này bà nói là bà hát, thì tôi lại nghĩ trong đầu chạy xuống ngay lập tức là tôi nghĩ là bà sẽ hát là dư hi tòa chị ơi, em không thuộc bài đấy, em không thuộc bài đấy, em không thuộc bài đấy.
đấy. Cổ cũng khác đó. Sao em đang nói chuyện rất là vui vẻ nha. Chị ơi em buồn ngủ, em ngủ nhé, có được ngủ không? Cái nó hoang mang nhá. Thế xong bảo ô em ngủ đi, bắt đầu em lịm. Tại vì gây mê phát đầu lịm luôn chị ạ. Lịm luôn thế là xong đầu. Ý là trong cái lúc mà em gây mê là tất nhiên là em không biết gì rồi. Nhưng mà trong cái gọi là gì, thần thức của em ấy. Em bảo là thức Trang ơi mở mắt ra hỏi con đâu. Có nghĩa là em phải cố nha. Mà em như là em còn nhớ cái cảm giác của em, em cố như là cố dướng cái mắt lên mở mắt ra hỏi bác sĩ đâu, hỏi con mình đâu. Thì lúc này em mới mở miệng ra chị ạ. Mắt vẫn nhắm không thể mở được rồi. Em bảo bác sĩ con em đâu, con em đâu luôn. Kiểu trong tiềm thức của mình rồi. Yên tâm nhớ bác sĩ, bác sao tỉnh nhanh thế, yên tâm nhớ con khỏe mạnh. Lúc đấy em ngất luôn, em ngất 2 ngày luôn chị ạ, có nghĩa là ngất luôn 2 ngày, tức là em vẫn phải nằm trên phòng hồi sức cấp cứu vì huyết áp của em vẫn cao nha. Xong em hỏi, em kể chị nghe là huyết áp cao rồi, xong rồi em nằm trên 2 ngày rồi, xong có mẹ chồng em vào thăm. Thì lời đầu tiên em nói, ui dồi con mày đẹp trai lắm. kiểu lúc ấy mới kiểu em không nhìn ra má chồng em cơ, vì lúc ấy kiểu mình cũng kiểu mệt ấy chị, mà gây mê lơ mơ ấy. Ôi trời ơi này con mày đẹp trai lắm rồi mà má em không mang gì cho em ăn luôn chị, đói nha, đói. Đói nha. Chồng em có ngủ hết 2 ngày giống em không? Đây em kể chị, lúc sau chồng em mới mang bát cháo vào. Việc đầu tiên chồng em mang bát cháo vào như thế. Ăn hả bé? Tức quá em ăn hết bát cháo nha. Tức quá em ăn hết bát cháo luôn. Là do em tức rồi nha. Chuyện tức đi. Là em tức rồi chứ em không ăn. Rồi. Tức luôn đấy. Xong đến ngày hôm sau thì đo huyết áp của em là em về trạng thái bình thường rồi, mới đẩy em về phòng bình thường đúng không chị? Thì gọi người nhà không thấy đâu, lại không thấy đâu nha chị. Thì đang nằm ở lan can để chuẩn bị đẩy với phòng dưới thì đo lại huyết áp em lại lên lại vào phòng. Ui, em bị tức nha, tức lần thứ 5 rồi đấy, rất tức nha. Thế sau rồi hỏi chồng em đâu, và chồng em đi mua cái gì đấy. Còn má chồng em thì ngủ nha. Ngủ nha. Đấy, tóm lại như thế. Xong em bắt đầu em vực huyết áp lại ổn định rồi lại về phòng. Thì tự nhiên chị thấy không, một phòng 6 người em thấy ai cũng ôm con, tự nhiên em lại nghĩ con em đâu, mà cả hoang mang là kiểu mình sợ là mình biến chứng gì đấy. Tại vì ca của em nó rất là nặng, có cái biển ghi là kiểu ca bệnh nhân nặng, tên em lúc nào đứng đầu luôn. Thì em tự hoang mang rồi, kiểu em sợ mọi người giấu em ấy. Bà cứ khóc nha, bảo con em đâu, trông gặp con em cứ như thế chứ chị, kiểu bị sợ ấy mà giấu. Thế là xong tự nhiên một ngày sau con em được về phòng hòa ra, ông ấy bị vàng da ấy chị. Phải nằm đèn chiếu ấy. Về trời ơi không ngờ em thế. Chị em thì không phải xấu lắm nhưng mà không đến lúc sinh. Chồng em thì cũng bình thường mà đẻ con rất đẹp nha, không hiểu sao rất đẹp nha. Hai con mình thì đẹp nhưng mà ai cũng khen con em nha, nó đẹp như một thiên thần ấy chị ơi, nhìn nó thích ơi là thích. Nhưng mà ông ấy khóc suốt ngày. Ông trời ông không cho không ai cái gì đó sau ngày. Nhưng mà may quá là có dì em vào từ Hà Nội vào đây để chăm em với chị, thì dì em thức cả ngày lẫn đêm, có nghĩa là em không có sữa, thế là em ngủ gây mê, nó vẫn có thuốc ngủ cho nên em ngủ suốt ngày. Thế là dì em cứ 2-1 lần là dì cả ngày lẫn đêm nha, dì em mệt. Thế là dì em trông cho được 2 tháng bao giờ em về mà kiểu nhà có việc với chị, có nghĩa là em còn chưa biết là cho con bú thế nào, chưa biết cho con bú thế nào, chưa biết pha sữa thế nào, chưa biết là tắm cho con như nào, thì dì em về nha. Thế em về thì lúc đấy chị ơi, một cơn ác mộng bắt đầu. Có nghĩa là một mình em vừa chăm bé, tôi cả ngày lẫn đêm không một ai chăm hộ em luôn. Lúc đó vết mổ đã yên ổn chưa? Chị ơi may thế, vết mổ kiểu trời thương em, vết mổ đẹp nha, mà kiểu không đau lắm đâu. Em được cái là những cái vết đau hay là cái đau của em nó rất là nhanh luôn ấy. Có nghĩa là không để ý mấy cái đấy nữa. Bắt đầu ôi dồi, cả ngày lẫn đêm thức để trông con, cả ngày lẫn đêm thì chị biết một mình ấy. Em cứ nằm mà nhiều khi nó khóc một kiểu không nguyên nhân mà mình cũng tức với chị. Mà lúc đấy em sợ là bị trầm cảm nhẹ ấy. Nhiều khi em cũng nghĩ là kiểu nhiều khi nghĩ quẩn ấy, bảo là em sao tức thế này mà kiểu như bị kiểu như trầm cảm ấy. Con thì khóc mà nhiều khi cứ cả ngày cả đêm mà sữa thì không có, phải pha sữa. Nghĩ là em mình tức quá thì mình đi kiểu như là giải thoát đi. Phòng em ở tầng 2 định nhảy xuống, nên bảo nhưng mà nhảy xuống xấu lắm. Có nghĩa là em còn kiểu như trầm cảm kiểu duyên dáng dễ thương cơ. Trầm cảm kiểu duyên dáng dễ thương cơ. Kiểu làm sao mà trầm cảm mà có sự diện, mà phải đẹp ý. Rồi ông chồng lúc đó ở đâu? Chồng em thì kiểu như là đợt đấy đi lại Covid ấy chị, làm đợt đấy nhiều khi còn không được về ấy. Đợt đấy đúng đợt mới bùng dịch luôn. Xong đầu cứ một mình em xả xã, trời ơi mà nhiều khi
ôi em không hiểu sao mà em có cái sức khỏe như thế đấy em, mà chị một tháng đầu em không ăn một cái gì. Lại nhờ em mang hồi thai kỳ. Nhưng mà một tháng sau em không ăn một cái gì. Nhờ em mang hồi thai kỳ, bây giờ em xài giống như con gấu ngủ đông. Giống như con gấu nó ngủ đông thì đúng. Bây giờ là cái giai đoạn mà nó ngủ đông là nó nút trên. Là em xài năng lượng vô đoạn này. Em từ 87 cân mà một tháng sau em còn xuống 65 cân. Thì chị biết là kiểu như 20 mấy cơ. Đó, nó sụt đến mức độ kinh khủng. Nói chung là vất vả lắm chị ạ. Nói chung là em trông con một mình mà em thuộc dạng cũng là đảm đang ấy. Đảm đang ghê cơ, pha sữa nhiều khi còn không biết định lượng như thế nào. Nói chung là em rất là yếu kém trong vấn đề nội trợ hay là chăm con, em rất là yếu kém. Không nha. Cần nói nhiều đâu, cắm lộn đầu que thử thai là hiểu rồi. Nhưng mà có bao giờ mà mình stress quá rồi mình la con mình không? La rất nhiều chị. Không phải la ít đâu mà la bị như này. Nhiều khi kiểu như là cho ăn xong rồi xong rồi nó kêu không nguyên do, chị có nghĩa là nhiều khi nó trẻ con mà nó chớ vòi rồng. Đúng rồi, với cả nhiều khi cứ bật điều hòa xong má trong em thì khỏi, cứ bật điều hòa làm gì, nhiều khi nó nóng ấy chị, mà kiểu con em quen nằm điều hòa quen rồi, nhiều khi buổi sáng em cũng mở ra để đón ánh nắng các thứ, mà nhiều khi má trong em cứ la là tại sao bật điều hòa để con thế này thì kia không các thứ, càng làm cho mình ức chế chị. Xong con la con khóc cả đêm ấy chị, nhiều khi cả đêm mình cũng choáng nhá, ui cứ 2 tiếng một lần mà như có đồng hồ sinh học trong người ấy chị ạ. Em nhiều khi muốn ngủ quên đi, kiểu kệ nó, kệ nó, thế nhưng mà nó khóc cho em dậy thì thôi, trời ơi cứ 2 tiếng một lần trời ơi. Lúc đấy em cảm tưởng trời đất sụp đổ, làm sao mình khổ thế này, mà lúc quát con thì không hiểu sao năng lượng ấy chị, nhiều khi cái ức chế của mình là dồn hết vào con. Không, nhiều khi chồng em về thì cũng nấu ăn nấu cho, nhưng mà chồng em cũng kiểu lười ấy chị, thủ dạng hai người lười ở với nhau ấy, mình lười ít hơn nên mình ra phải làm nhiều hơn ấy, mà tốc lắm ấy chị. Nhiều khi ôi chị biết không, tắm rửa em phải kiểu tranh thủ con ngủ, thì mọi người cứ kêu là sao con ngủ không ngủ theo, tớ phải đi rửa bình sữa còn tắm cho mình, còn các kiểu thể loại trên đời đâu phải muốn ngủ là ngủ đâu. Ôi may là má chồng em cũng ít có ở nhà, mà chồng em đi suốt thì một mình em ở nhà, thành ra các việc là em làm hết. Mà trông con chị biết là những người đảm đang thì không sao, gặp em thì đúng người rồi đấy, đúng người rồi đấy. Đó, là thay vì dọn em lại bày thêm đó. Nên thì bao lâu thì em mới quen dần với việc chăm con để mà hoạt động nó một cách rất là bình thường? Tầm phải 6 tháng. Có nghĩa là sau khi dì về là cũng phải cỡ 3-4 tháng để mình mới có thể ổn định cơ bản. Mình quen cái thời khóa biểu của con chị. Nghĩa là đúng. Dần dần con nó cũng hợp tác với mình hơn. Vâng, nhiều khi đấy, nhiều khi nó thương em hay sao, bé rất là ngoan nha. Kiểu như là em bảo là mẹ mệt quá cho mẹ ngủ một tí. Nhiều khi em thấy chị nói ra thì sợ má chồng em nghe được. Nhiều khi ngủ quên ấy, mà phòng em nó không có cái quây đâu. Có một hôm con em nó lăn xuống giường mà nó khóc thì em mới phát hiện ra là con em nằm xuống giường nha. Kiểu là lúc mà mình mệt quá rồi, mình bị kiểu như là bao nhiêu giấc ngủ của mình là dồn hết cái giấc ngủ đấy chị ấy. Thế là nhiều cái mệt nha, rất là em kiểu em đuối sức luôn ấy. Giá như có một người chăm cùng mình thì nó tốt hơn. Những cái lúc đó em có nói chuyện với chồng không? Có thể anh không phụ, nhưng mà mình có nói về sự mệt mỏi của mình không? Lúc đấy thì em không dám nói chuyện với chồng, mà chồng em không dám nói chuyện với em. Vì sao? Vì chồng em sợ em trút hết giận vào chồng em. Chồng em bây giờ có việc gì với con, không mua gì không thứ thì chồng em tắt máy luôn. Mà cũng mình cũng biết như thế để kiểu tránh va chạm cãi nhau nhiều, vì bao nhiêu sức của mình mới không còn sức nữa chị ạ. Nhiều khi nó mệt lắm luôn chị, ăn cũng không muốn ăn luôn ý. Mà ăn là thì niềm đam mê của em, mà em không đam mê chị biết em mệt mức độ nào. Có bao giờ em nghĩ rằng cái mà để làm cho mình stress đến mức như vậy là do mình không chia sẻ với chồng không? Ngay từ trong bệnh viện thế, chồng em có nghe vào như là đi thăm người đẻ chứ không phải là đấy là con của chồng em luôn. Đi vào chắc tay hả? Con khỏe rồi đi về. Kiểu như là hầm này. Kiểu như là vào thăm người khác với vợ mình luôn. Có nghĩa chồng em không biết em vết mổ đau như thế nào. Có vẻ em gặp người ấy chị, đau không thể đứng lên được thứ mấy ngày trước ấy. Tức là chồng em không biết giai đoạn đấy đâu chị ạ. Mới gần đây chồng em mới biết pha sữa cho con, mới biết là thay bỉm cho con. Còn suốt từ... Vì sao gần đây anh biết? Vì là em bán hàng live stream với chị buổi tối. Và khi em không làm thì anh phải làm. Đúng rồi. Đâm thấy chứ. Phải chia sẻ, phải bắt người ta làm. Tại vì đó cũng là trách nhiệm và giống như là một cái niềm vui của người ta, nhưng có thể là do người ta không biết bắt đầu từ đâu. Đúng. Không biết là có nên làm hay không, có nên đụng vô hay không, người ta vẫn phải chờ cái sự mở lời của em nữa. Do lỗi của em đấy, nhiều khi mình cũng ôm hết mọi người, do tự chịu, tự gây tự chịu. Cũng không phải lỗi đâu, thực ra chúng ta lay hoay vì chúng ta không biết phải làm sao. Em cũng có uất ức bận rộn, cũng cần được tải ra, nhưng mà bây giờ phải bắt đầu nói từ đâu mình không nói được. Ông chồng thì ông cũng bị lúng túng là bây giờ phải làm gì, và đôi khi cái mà chúng ta nhìn thấy trên bề mặt của nhau nó chỉ là sự bực bội, sự mệt mỏi, và càng không muốn nói bởi vì thấy người bên kia còn mệt hơn, cái vô tình làm gia tăng thêm những cái điều đó mà không có tháo gỡ được. Đỉnh điểm của cái việc này là cái gì? Đỉnh điểm là nói chung là em dồn tất cả những cái mà em bị ức chế vào một buổi chiều mà anh ấy vào trong phòng thôi. Một chiều thu đẹp. Một chiều thu rất là đẹp mắt nè. Thì bắt đầu em gây, có nghĩa là nhiều khi mình bảo là anh vào anh rửa bình sữa cho con đi. Có mỗi việc rất là nhẹ nhàng thôi, nhưng mà
kiểu anh ấy cũng lười mà cũng cáu gắt, thế thành ra em là sổ một tràng luôn, sổ một tràng luôn. Nhiều khi mình bảo là bây giờ con anh hay con em, có nghĩa là người đàn ông ấy cũng không hiểu cho nỗi lòng của em luôn. Họ đấy là trách nhiệm của em phải làm, còn chồng em chỉ việc đi kiếm tiền, nó mang tiền về nhà thôi. Nhưng em bảo cái đấy là chưa đủ, tại vì là nhiều khi chị biết ngay cái việc mà em ở trong phòng ngủ một mình ấy, mà anh ấy về đi ngủ là quá kinh khủng rồi. Chị biết cảm giác mà không biết con mình sống chết như nào ấy, mà lúc ấy mình kiểu uất ức lên ấy. Chị em hỏi chị nhá, trong phòng ngủ một mình mà em từ Hà Nội vào đây không có ai, mỗi dì em, mà dì em kiểu cũng không quen biết ai ấy, mình bảo bây giờ bố mình các thứ, nhiều khi mình bảo muốn bố mình bên cạnh mình đấy. Nhiều khi á, sao em bảo lúc đấy thì em chỉ trông chờ vào anh thôi, thì anh bác sĩ lại bảo không liên lạc với anh. Ví dụ nếu mà không có gì, em không ai ký cho em thì em làm thế nào? Mà lúc đấy bác sĩ bảo anh là cả mẹ lẫn con đều không cứu được ấy, chứ không phải là cứu được một trong hai đâu. Tại sao làm thế? Thì chồng em bảo là thì anh ra hỏi mấy cái anh ngoài kia, anh bảo 3-4 ngày vừa anh mới đẻ cơ, cho anh về ngủ đã lấy sức. Thế em hỏi bạn anh rất thì, là vô tư ha. Ồ, thế em bảo là bạn của anh có được bác sĩ gọi vào để bảo là mẹ vợ của con anh sắp chết rồi không? Thì là chồng em kiểu bị suy nghĩ kiểu trẻ con, mà kiểu như con nói chuyện quá bình thường, kiểu sắp chết đến nơi phải bình tĩnh nha, kiểu như không có gì phải kiểu rốt ráo cả ấy. Cho nên là em thậm chí em mong là nếu mà em lấy được người chồng người ta quan tâm em một tí thôi thì đáng lẽ ra thì em sẽ đỡ cực hơn nha. Ở đỡ cực đấy không phải là vấn đề về mình khổ hay như nào đấy, nhưng mà kiểu chị cảm giống như thức cả ngày lẫn đêm mà mấy tháng giờ. Chị nghĩ đi, mình có thể không ăn nhưng mà không ngủ thì nó kinh khủng lắm chị ạ. Kiểu như là bao nhiêu dồn nén thì con mình khóc các thứ thì mình muốn khóc theo cái chị ạ. Nhiều khi em vừa ru con này vừa khóc theo con luôn. Có nghĩa lúc mà mình bất lực, nó không nín khóc và mình cũng không ngừng khóc được, vì nó không biết nhờ ai hết. Nhiều khi em muốn ngủ 1-2 tiếng mà là trong hộ em con thì anh không trả lời tin nhắn. Lúc đấy em cứ nằm ôm con, mà con em nhá, nó phải ôm một lúc nó mới ngủ. Cơ em ngủ đầu giường em vừa ôm con em ngủ gật, xong nhiều khi mình kiểu như là mình gật hôm nay là con mình nó rơi xuống như này, rơi xuống đệm thôi. Thế nhưng mà lúc này mình bất lực, em thật chị là đến tận bây giờ em vẫn chưa hết trầm cảm. Nhiều khi á, mọi sự vào buổi ban đêm ấy chị, bắt đầu nó dồn về, có thể ban ngày mình vui cười bình thường nhưng mà vào ban đêm bắt đầu mình nghĩ lại mọi việc, kiểu không có ai san sẻ ấy chị. Nhiều khi bảo nói không được, cãi nhau đến mức độ đấy mà anh còn không hiểu cho em thì không biết em nói như nào nữa. Mà chị biết không, vào trong viện ấy mấy cái anh bên cạnh ấy 3-4 giờ đêm đưa con đi kiểu lấy máu chân ấy chị, mà em nhìn em thèm một cách dã man. Một mình em cứ phải ngồi lủi thủi, mà lúc em vết mổ em cũng rất là đau, mà gì em trong cả ngày lẫn đêm rồi ấy. Xong là anh hỏi là chồng em đâu, em cười em bảo chồng em ngủ à. Thế lúc đêm rồi mà chị, cậu chồng em không biết em là vết bổ em đau như nào, rồi là em đẻ con như thế nào, mấy ngày hôm trước con em ăn ra sao thì chồng em hoàn toàn không hề biết. Trang, có khi nào em nghĩ rằng cái sự ồn ào náo nhiệt ở bên ngoài của em cũng là một cái cách để em tự quên đi những cái nỗi niềm? Đúng thật đấy chị ạ, mấy cả em ấy bị mất mẹ từ sớm thành ra nhá, những cái nỗi niềm của em ấy nó bị chất chứa lắm. Bố em ấy không thể tâm sự được, đến tận bây giờ nhá, đến tận bây giờ không dám nói, có nhiều cái mà mình không dám nói luôn. Mà nhất là mình ở xa nữa cho bố mình yên tâm ấy. Có nhiều cái chồng em bảo là có mỗi đứa con không trông được à? Ôi lúc em bất lực vô cùng, mà nhiều khi em nghĩ là tại sao mình phải lấy một người chồng mà trong khi đó mình không nhờ vả được cái gì cả? Tại sao mình phải bó buộc trong cuộc hôn nhân này? Thế khi mình đã nghĩ như vậy thì mình có quyết định ly hôn không? Em có mấy lần rồi nha, mấy lần luôn. Mà em nghiêm túc ấy, như kiểu như là vũ trụ bảo cho em tín hiệu ấy. Nhiều khi lướt TikTok với chị, trên mạng có những đứa trẻ mà con muốn bố mẹ đưa con đi học rồi này nọ, khóc ấy, sao bố mẹ lại bỏ đi này nọ, tự nhiên là như kiểu một tín hiệu ấy, thì em lại điểm lại nha. Còn chị cũng cảm tưởng nhiều cái vô tình vô cùng luôn, con chỉ khóc thôi mà anh còn bảo im đi không, không cho một con à. Có nghĩa là con chỉ khóc thôi mà anh còn quát lên như thế, thì em không hiểu em như nào. Có nghĩa là vô tâm đến tận bây giờ nha chị, con em mấy tuổi rồi vẫn vô tâm nha. Đến bây giờ cái vấn đề của hai vợ chồng vẫn không cải thiện được. Không cải thiện tí nào. Thế thì em làm cách nào để em vượt qua được những chuyện đó cho em? Thì em cứ em nhìn vào con em sống thôi, thật sự là như thế. Không phải đâu, nhìn vào con nó chỉ là cái lý do. Nhưng mà bây giờ để cái lý do đó nó được bình thường á, thì cái cuộc hôn nhân phải được chỉnh sửa. Thực ra chị hiểu rằng là đến thời điểm này thì em cũng đã có những cái cách cho riêng mình để em mặc kệ chẳng hạn, chỉ vì con thôi. Nhưng mà điều này nó vốn không phải là cách, mà nó chỉ tạm thời mình đình chiến. Thế thì bây giờ mình sẽ phải giải quyết một cách rất là rốt ráo, là nếu như không thể rời nhau ra thì thực sự nó cần cái sự chỉnh sửa từ hai bên. Có thể nó không nhiều, mỗi ngày một chút, lâu lâu được một cái là được rồi. Nhưng mà nếu như cứ mặc định như vậy thì nó không phải là cách. Bởi vì vấn đề cũng là chỗ của con. Em biết không, trẻ con nó sẽ nhạy cảm để nó hiểu rằng là giữa cái việc ba mẹ chung sống với nhau, với cái việc thực ra ba mẹ có đang hạnh phúc với nhau hay không, tụi nhỏ nó biết được. Chị không dám hỏi là ở tương lai em sẽ có cái dự tính gì
nhưng mà vẫn mong là cái câu chuyện của gia đình em sẽ được giải quyết một cái cách tốt nhất cho cả ba thành viên trong gia đình. Đây là một cái vấn đề mà phải gọi là nhức nhối đó, nhức nhối của các bà mẹ bỉm sữa khi mà không có nhận được cái sự quan tâm. Thế thì trong gia đình em nè, em đã không có cái sự quan tâm của chồng em rồi, thế thì còn thành viên nào để em bám víu vào đó ngoài trừ con em nha? Mẹ chồng thì rất là ok nha chị. Bây giờ em như kiểu em lấy mẹ chồng chứ không phải lấy chồng nha. Đó, mà chồng em thì như kiểu mẹ ruột của em luôn ấy. Thế xong nhiều khi mình bảo là thôi thức ngủ đi, để đấy, ngủ đi. Nhiều khi thì má chồng em đi làm việc rất là nhiều, thành ra bà ít có thời gian ở nhà. Chứ bà rất là thương em nha, cũng biết. Tại vì là cùng phận đàn bà với nhau mà má chồng em kiểu rất là trẻ trung năng động, mà bà rất là văn minh. Thế nhiều khi còn quát chồng là mày làm cho nó đi, sao cứ sai nó làm gì. Đấy, má chồng em là người níu em lại nha. Nhiều khi với cái việc linh tinh thôi, bây giờ hỏi ăn gì không thôi. Nhiều khi mình đâu có dám ở nhà ấy chị, mình không có quyền quyết định khi mình không kiếm ra tiền. Thì những người mà người ta tinh tế thì cái cuộc vui hay là cái những cái cuộc cãi vã nó sẽ khác nha. Ở đây thì việc nhỏ nhặt thôi mà còn không thể chia sẻ hoặc là không hiểu cho nhau thì rất là khó. Trời ơi, rất là khó luôn. Mà em may được cái là em quên rất nhanh. Ôi, hôm nay em vừa cãi nhau xong, hôm sau em có thể bình thường ngay lập tức mà em không nhớ một cái việc gì hết. May trời phú cho em cái đấy nha. Không thì những người mà kiểu đa sầu đa cảm là không thể, không thể nha chị. Từ khi sinh con chị, em bị nóng tính kinh khủng luôn. Có nghĩa là chồng em chỉ chạm nói cái gì cái như kiểu là mình được chút giận đấy chị, là em sổ một tràng luôn. Thì bây giờ em cũng học cái cách là bây giờ mình không nói nữa, điềm tĩnh lại. Điềm tĩnh lại mình không nói nữa. Đến tận với con em cũng thế. Bây giờ kiểu con bình tĩnh chưa, con khóc hết thì con nói chuyện mẹ. Đúng rồi. Đó, bây giờ mình phải học có nhiều cái. Học ở trên mạng đấy chị, em học cái rất là hay luôn. Là bây giờ mình càng như thế con mình càng quát, càng kiểu nó càng hét to. Ra. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Mình phải bình tĩnh lại. Còn điều gì lo lắng không? Em lo lắng là không hiểu mai sau em như nào. Để mai con sau tính đi. Đó, không phải là mai sau tính đâu chị. Có những điều ví dụ như là con em càng ngày càng lớn, mà mình không cải thiện được mối quan hệ này thì nó chỉ chờ để vỡ thôi chị. Mình phải làm gì để cho nó, một là vỡ luôn đi, hai là nếu mà không vỡ thì nó phải như thế nào để cho con em có cuộc sống tốt nhất. Bây giờ nhiều cái mình không phải nghĩ cho mình nữa. Để giải thoát cho mình quá dễ. Còn đâu con mình là điều mình quan tâm nhất và mình nghĩ nó nhiều nhất. Giống như Lan nói á, chị cũng không biết là tương lai sẽ như thế nào, nhưng mà nó sẽ có một vài cái mấu chốt mà Trang cứ tiếp tục suy nghĩ. Chúng ta hay nói là vì con, nhưng mà thực ra vì con là vì cái gì? Vì một gia đình có đầy đủ số lượng thành viên ba với mẹ, nó khác với cái việc là vì con. Ở đây là con được hưởng thụ một cái bầu không khí tâm lý tích cực, mà có thể ở đó vắng ba hoặc là vắng mẹ, nhưng cái mà con chứng kiến nó thực sự là cái hạnh phúc đúng nghĩa. Nó là cái điều tích cực đúng nghĩa, và nó nhìn về cái người còn lại vẫn là một cái nhìn đẹp đẽ, chứ nó không phải là cái sự xô xát hoặc là gãy đổ mà con nhìn thấy mỗi ngày trong lời ăn tiếng nói, trong bầu không khí tâm lý gia đình. Nếu như vì con thì mình phải nhìn ra được là vì cái đấy, chứ không đơn thuần là vì số lượng con người có trong gia đình. Thì tiếp lời của chị Tô Nha, đó là em phải có đủ tiềm lực về kinh tế. Dạ. Thì lúc đó có như thế nào thì mình vẫn còn có cái chủ động trong vấn đề mình nuôi con mình. Dạ, đúng. Thì con mình nó mới hạnh phúc được. Dạ, đúng rồi. Bây giờ thì có cái điều gì muốn nhắn gửi gì cho ai hay không? Ở chuyên mục Mẹ Bỉm Nhắn Gửi thì xin mời em. Qua chương trình này thì em cũng muốn nhắn gửi với anh chồng của em là anh Tùng. Rất mong anh Tùng xem được cái chương trình này. Vợ chồng mình đã có rất là nhiều ngày cãi vã rồi, và im lặng cũng rất là nhiều rồi. Thì em mong anh là anh nhìn lại. Nhìn lại đây không phải là nhìn lại để ai đúng hay sai hết. Ai đúng hay sai bây giờ không quan trọng. Cái chính là nhìn lại để xem con mình ở với hai bố mẹ có hạnh phúc hay không. Hạnh phúc ở đây là gì? Không có tiếng cãi vã nữa, không có những cái sự đấu tranh với nhau là ai thắng ai thua nữa, mà đấu tranh cho sự hạnh phúc của con. Nếu mà anh còn thương gia đình thì anh hãy yêu vợ anh nhiều hơn. Còn nếu mà anh không yêu gia đình thì chúng ta có thể ngồi nói chuyện với nhau. Nó là cách tốt nhất. Cảm ơn anh rất nhiều. Thương em quá. Chị không nghĩ là một cái người mà bên ngoài rất là ào ào ha, rất là năng lượng. Năng lượng. Luôn mang tới cho mọi người một cái bầu không khí rất là vui vẻ. Nhưng ở bên trong em là cả một cái mớ hỗn độn và một cái sự tổn thương nó rất là lớn. Dạ. Cần phải được chữa lành. Chị hy vọng rằng là ở tương lai cái vết thương đó nó sẽ được chữa lành bằng không phải cách này thì cũng là cách khác. Cảm ơn em.